Nói đi, em nói về cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Ưu điểm của em là rất là hài hước, hết giúp đỡ người khác, nhanh nhẹn, thông minh và biết nấu ăn và biết hát nữa ạ. Còn cái nhược điểm của em là em hay ghen, mà kiểu như ghen thì rất là ghê. Trời ơi. Em rất là tự ti về mình. Em có một cái vết sẹo phẫu thuật trên đùi mà dài lắm. Người yêu của em chia tay em vì cái vết sẹo đó. Trời ơi. Cái đó là do mình bị tai nạn chứ mình đâu có làm cái gì đâu mà. Đúng rồi. Lại chia tay mình vì một cái vết sẹo không đáng. Vết sẹo ở đâu đâu em? Cái đó là bị gì? Ở đùi phải. Ôi, cô gái xinh đẹp vậy, vết đùi lắm. Vết sẹo có gì đâu. Nói thiệt, người xinh đẹp như em hả, có vài chục cái vết sẹo như vậy cũng không sao hết trơn. Có mối tình thôi hả? Dạ có bốn mối tình. Có bốn mối tình. Bốn lần hả? Mà chưa kể những vệ tinh xung quanh và những người quen một tuần và hai tuần. Trời ơi. Bốn mối tình, mối dài nhất là nhiêu? Dạ mối tình dài nhất chắc là một năm. Quen như vậy, nhiều vệ tinh như vậy, nhiều bồ như vậy, mà năm nay mình mới 21 tuổi thôi, thì mình có ăn cơm trước kẽn chưa? Trước kẽn chưa? Mọi người không biết em là em vẫn còn trinh 100%. Wow. Hay. Thật sự là có rất nhiều người gạ em nha. Em nói thôi tự nhiên em để tới giờ này rồi, trong khi đó em chưa có quen, chỉ có mới đi gặp lần đầu thôi mà gạ em vậy đó. Anh đó mới cực chửi em là sao cổ hủ vậy, em giờ này hả là 21 tuổi đầu rồi, nghĩ sao còn chinh vậy, anh làm sao tin đó. Anh nói vậy thẳng với em là, vậy luôn. Cái đó là cái quan điểm của em, em muốn cái điều đó dành cho cái người chồng của em. Dạ đúng. Thôi, dạ đúng, ráng giữ nha. Dạ đúng. Bên đây nãy giờ nghe thấy sao? Em thấy bạn nữ bên kia là một người rất là năng động, cá tính. Dạ. Còn mình mấy mối tình rồi? Thật ra thì con chưa có mối tình chính thức nào hết. Vào cái khoảng thời gian làm sinh viên á, thì mình học cũng nhiều mà cái ngành của mình cũng toàn là nam thôi. Chưa yêu nhưng mà còn zin không? Phải hỏi không chứ. Còn, không lẽ chưa yêu mất tin? Thì làm sao tôi biết được, có chuyện yêu là khác, còn chuyện nhiều khi bạn bè, anh em dẫn dắt đi đâu làm sao biết được, cho nên phải hỏi. Còn phải trả lời cái điều đó chứ. Sao nè, sao nè? Em còn không? Dạ còn. Con. Ôi xin lỗi bà mối à. Nhưng mà bạn thấy cái bạn nữ bên đây cá tính như vậy, là bạn thích những người phụ nữ cá tính như vậy hay là cái gu của bạn là sao? Hiểu nè. Xin mời nhà gái. Bây giờ là hai bạn, mời em giới thiệu về mình. Con xin chào chú Quyền Linh. Chào con. Cô Hồng Vân và bạn nữ bên kia. Con tên là Nguyễn Đình Tuấn Phong, năm nay con 25 tuổi. Con sinh ra lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh và công việc hiện tại của con là kỹ sư thiết kế phần cứng trong công ty ở khu công nghệ cao quận 9. Rồi, mời nhà gái. Lời nói đầu tiên em xin gửi đến MC Hồng Vân và chú Quyền Linh cùng với các khán giả trong trường quay và anh bên kia một lời chào thân thương nhất ạ. Giống MC quá. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lê Hồng Yến Nhi, năm nay em 21 tuổi, quê quán em là ở Đồng Nai. Nghề tay phải của em á là sale cho thuê căn hộ phòng trọ. Nghề tay trái của em là diễn viên tự do ạ. Và em mong là lúc đi hết mình lúc về có bồ ạ. Lúc đi hết mình lúc về có bồ, lúc đi hết mình lúc về có bồ. Ồ, nói nghe nè, mới có 21 tuổi thôi mà làm gì mà gấp gáp dữ vậy? Dạ là tại vì á, kiểu như em cũng ế lâu rồi á. Làm 21 ế lâu. Không, kiểu như là em chưa có tìm được người phù hợp với em. Và những cái em là em nói thật là em không phải khen bản thân của em, mà em rất là tốt với lại nhiều người khác nữa. Nhưng mà em không hiểu tại sao á, nhiều người em quen á lại đối xử kiểu như là phản bội em kiểu vậy á, nên em vẫn chưa tìm được cái người nào ưng ý với em á. Ok. Rồi bây giờ bạn trai nói cho bên đàn gái tao biết đi, cái điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Dạ điểm mạnh của con là chắc là con khả năng thích ứng với lại môi trường rất là nhanh, học hỏi cũng nhanh nữa. Trong môi trường làm việc của con có nhiều người nước ngoài cho nên khả năng giao tiếp tiếng Anh cũng con cũng khá tốt. Rồi. Còn điểm yếu của con thì nói chung là cũng còn hơi lề mề, thì nhiều khi cũng hơi nóng tính, nhưng mà bây giờ sau nhiều biến cố xảy ra thì con bây giờ cũng đã trầm xuống nhiều rồi. Trẻ măng mà biến cố xảy ra dữ dội. Thật sự á là con cũng rất cảm ơn chương trình, tại vì giờ hồi năm ngoái á thì mẹ của con đã bị đột quỵ, và trong khoảng thời gian mà hồi phục sau đột quỵ á, huyết áp của mẹ con á nó tăng giảm rất là thất thường. Thì khi đó không ngờ là nhờ chương trình á, huyết áp của mẹ con rất là ổn định, là coi như là 606 tập của chương trình mình là nhà nhà con là coi như là coi đầy đủ hết. Ồ vậy hả, trời. Em nói đi, em nói về cái điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Ưu điểm của em á là rất là hài hước, hết giúp đỡ người khác, nhanh nhẹn, thông minh và biết nấu ăn và biết hát nữa ạ.
Còn cái nhược điểm của em là em hay ghen, mà kiểu như ghen thì rất là ghê. Trời ơi. Em rất là tự ti về mình. Em có một cái vết sẹo phẫu thuật trên đùi mà dài lắm. Người yêu của em chia tay em vì cái vết sẹo đó. Trời ơi. Cái đó là do mình bị tai nạn chứ mình đâu có làm cái gì đâu mà. Đúng rồi. Lại chia tay mình vì một cái vết sẹo không đáng. Vết sẹo ở đâu đâu em? Đó là bị gì? Ở đùi, đùi phải. Ở cô gái xinh đẹp vậy, vết đùi lắm. Vết sẹo có gì đâu. Nói thiệt, người xinh đẹp như em hả? Có vài chục cái vết sẹo như vậy cũng không sao hết trơn. Có mối tình thôi hả? Dạ, có bốn mối tình. Có bốn mối tình. Bốn lần hả? Mà chưa kể những vệ tinh xung quanh và những người quen một tuần và hai tuần. Trời ơi. Bốn mối tình mối dài nhất là nhiêu? Dạ, mối tình dài nhất chắc là một năm. Quen như vậy, nhiều vệ tinh như vậy, nhiều bồ như vậy. Mà năm nay mình mới 21 tuổi thôi. Thì mình có ăn cơm trước kẽn chưa? Trước kẽn chưa? Mọi người không biết em là em vẫn còn trinh 100%. Wow. Hay. Thật sự là có rất nhiều người gạ em nha. Em nói thôi tự nhiên em để tới giờ này rồi, trong khi đó em chưa có quen, chỉ có mới đi gặp lần đầu thôi mà gạ em vậy đó. Anh đó mới cực chửi em là sao cổ hủ vậy, em giờ này hả là 21 tuổi đầu rồi, nghĩ sao còn trinh vậy, anh làm sao tin đó. Anh nói vậy thẳng với em là, vậy luôn. Cái đó là cái quan điểm của em, em muốn cái điều đó dành cho cái người chồng của em. Đúng, dạ đúng. Thôi, đúng. Ráng giữ nha. Dạ đúng. Bên đây nãy giờ nghe thấy sao? Em thấy bạn nữ bên kia là một người rất là năng động, cá tính. Dạ. Còn mình mấy mối tình rồi? Thật ra thì con chưa có mối tình chính thức nào hết. Vào cái khoảng thời gian làm sinh viên á, thì mình học cũng nhiều mà cái ngành của mình cũng toàn là nam thôi. Chưa yêu nhưng mà còn dính không? Phải hỏi không chứ. Không còn, không lẽ chưa yêu mất tình? Thì làm sao tôi biết được, có chuyện yêu là khác, còn chuyện nhiều khi bạn bè, anh em dẫn dắt đi đâu làm sao biết được? Cho nên phải hỏi. Còn phải trả lời cái điều đó chứ. Sao nè, sao nè? Em còn không? Dạ còn. Đó. Ôi. Xin lỗi bà mối à. Nhưng mà bạn thấy cái bạn nữ bên đây cá tính như vậy, là bạn thích những người phụ nữ cá tính như vậy hay là cái gu của bạn là sao? Thì hồi nãy con nghe bạn mới 21 tuổi thì con nghĩ là chắc bạn vẫn còn đang đi học. Nhưng mà không ngờ là bạn làm cả vừa làm sale cho căn hộ mà vừa cả làm nghề diễn viên tự do nữa. Thì con thấy bạn là một người rất là năng động. Phụ nữ thì hiện đại bây giờ con nghĩ là nên có những cá tính như vậy. Thì họ mới có thể là giúp đỡ người đàn ông trong việc gia đình. Cưng về ngoại hình thì cưng muốn cái người bạn gái phải như thế nào? Trong yêu cầu thì con có ghi là cao trên 1m55. Nếu mà chương trình có thể ưu tiên cho những bạn nào mà sinh năm 99-2000 thì càng tốt. Còn nếu không thì chỉ cần nhỏ tuổi hơn con là được. Yeah. Sinh năm nhiêu? Con sinh năm 99. 21 tuổi đó. Dạ. Yeah. Thì năng động hoạt bát, và cái quan trọng nhất là lễ phép thì là quan trọng nhất với con, như vậy là đủ. Giờ cái mẫu người đàn ông của cưng sao nè? Cao 1m75, tóc tai ăn mặc gọn gàng sạch sẽ thơm tho. Thấy bên đây người ta đủ hết trơn á, thấy bên đây người ta đủ hết trơn hết trọi rồi. Biết hát nữa. Biết hát không? Thì nếu như em muốn anh hát thì anh sẽ tặng em một bài hát tiếng Anh. Anh cũng không biết là bên đó em đang mặc áo màu gì, nhưng bây giờ anh sẽ hát bài Beautiful in White. Oh really? Sao hay vậy? Not sure if you noticed, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In this very moment, I found a one and my life found is missing piece. You look so beautiful in white tonight. Tonight, rồi tonight luôn má. Em đi với ai vậy? Dạ, con đi chung với ba mẹ và các cô dì chú bác của con. Có ba mẹ nữa ha. Con xin chào cô chú. Cho con gọi là ba mẹ luôn cũng được. Anh chị ở đây ạ. Chuẩn xét về con đi. Tôi xin chào MC Quyền Linh. Tài năng. Chào chị Hồng Vân. Xinh đẹp. Xin nhận phép xét về cháu gái bên này. Thì cháu rất là dễ thương, rất là xinh xắn, lanh lợi. Nhờ ông Mai, bà mối cũng tạo cho hai cháu một cơ hội. Nếu mà được thì mình bấm nút hẹn hò. Dạ, con cũng cảm ơn cô rất nhiều ạ. Nhà con dâu vậy vui lắm á. Còn em đi với ai nè? Dạ em đi với chú và anh họ và bạn thân của em ạ. Xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quyền Linh. Chào xin em. Chào gia đình nhà trai cùng quý vị khán giả đang theo dõi chương trình tại trường quay, cũng như quý vị khán giả đang theo dõi màn ảnh nhỏ. Xin được nói đôi lời. Yến Nhi là một cô bé rất là ngoại hình thì khỏi bàn cãi, rất là dễ thương và là xinh đẹp. Về nội tâm thì một người sống rất tình cảm.
Còn riêng nhận xét về em trai bên này thì là một người mới 25 tuổi nhưng rất chững chạc và rất điềm đạm. Theo tôi thì cảm giác có một cái gì nó hơi chênh nhau, theo cảm giác thì có cái gì nó không hợp. Nhưng mà xét cho cùng thì có luật bù trừ và hy vọng rằng cái sự đối lập này sẽ là sự dung hòa để có một cặp đôi thật là lý tưởng. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều ạ. Dạ, cảm ơn chú rất nhiều. Được rồi, bây giờ thôi để hai đứa nó gặp nhau đi, rồi cái duyên có rồi còn phận tự hai đứa nó quyết ha. Yeah. Rồi mở màn cho hai đứa nhỏ nó gặp nhau đi. Chào em, hôm nay đến đây anh có món quà tặng em, chúc em lúc nào xinh đẹp như đó hả? Dạ, cảm ơn. Em cũng có một món quà tặng anh. Đây đây đây. Tặng rồi, anh. Cảm ơn em. Dạ. Em gặp anh em có cảm nhận gì không? Em thấy anh dễ thương, cao ráo, đẹp trai, công việc cũng ổn định. Mà nói chung là hơi cũng giống em. Anh kiểu như tóc là cũng thơm tho, sạch sẽ, gọn gàng, mít keo. Em thích. Anh cũng thấy em là một người rất là chững chạc và năng động. Anh cũng thích những người như vậy, để anh cũng năng động theo như vậy thì mình sẽ trở nên tốt hơn. Quy luật bù trừ mà anh, em thì năng động, còn anh là kiểu điềm đạm hơn thì có thể nó sẽ ok hơn. Là hai người đều hài hước với nhau. Hai hài hước quá thì cũng đâm ra lố và vô duyên. Thật ra thì anh cũng năng động lắm, cũng chơi thể thao nhiều á. Nhưng mà giống như anh cũng chơi một mình thôi nên là cũng ít bạn. Không biết là em có nhiều bạn không? Dạ em rất là nhiều anh. Và anh có thể là sau chương trình này nếu mà anh bấm chọn em thì em làm một cái sinh nhật, tại vì còn mấy ngày nữa là sinh nhật em, là anh sẽ là cái người mà cùng em đón sinh nhật. Năm nay là năm 21 tuổi của em. Tại vì trước giờ em chưa đón sinh nhật với người yêu bao giờ á. Vậy thì quá vinh hạnh cho anh. Cảm ơn em. Em ở Đồng Nai còn anh ở Sài Gòn, là hai tụi mình một tuần có thể gặp nhau bao nhiêu lần ạ? Thật ra thì bất cứ khi nào em cần thì anh sẽ có mặt thôi. Còn chuyện khoảng cách không quan trọng. Anh có chiều chuộng bạn gái không? Anh nghĩ chắc là có, tại vì bây giờ anh cũng đã sẵn sàng mọi thứ rồi. Không chiều cũng được đâu cưng ơi, cô này khá tính lắm luôn á. Em suy nghĩ là bây giờ thì nói vậy thôi chứ quen xong rồi ai biết như thế nào. Vậy thì anh nghĩ là em nên bấm nút để có thể tự tìm hiểu. That's right. Có bấm không? Thì chắc chắn có là quyền. Sẽ bấm rồi, anh không biết em sao thôi. Hôm nay em đến chương trình anh, em cũng muốn hát tặng cho anh một bài rap. Em sẽ hát bài đó là bài Mượn Rượu Tỏ Tình. Nè, đứng lên cho nó không khí đi. Coi như tiền cảnh đúng rồi. Đúng rồi. Hỗ trợ luôn. Hậu cảnh ông Linh mặt ngăn. Tập trung, diễn viên mà không? Action. Ô, sự chú ý của ta lỡ va phải vào ánh mắt của chàng. Giờ bùng lên trong tim ta như một đốm lửa vàng. À cool, đứng hình mất 5 giây. Nhìn ai bên ngoài có lẽ ăn được mấy tấm hình đáng phải nổ. Anh nữa. Tiền cách nhìn như vậy phải hưởng ứng theo. Vậy thì bây giờ anh sẽ nhìn. Em chỉ nó luôn đi, chỉ luôn đi. Chỉ theo em luôn nha. Ừ, chỉ luôn theo em cũng được. Rồi rồi. Vậy hả? Rồi rồi lại nha. Ô, sự chú ý của lẽ lên phải nổ. Đúng rồi. Rồi lại là đúng rồi. Rồi rồi lại nha, một lần nữa sụt nha. Chuyên nghiệp thật. Ô, sự chú ý của ta lỡ va phải vào ánh mắt của chàng. Giờ bùng lên trong tim ta như một đốm lửa vàng. À cool, đứng hình mất 5 giây. Nhìn ai bên mình có lẽ ăn đứt mấy tấm hình đang phê. Hey, anh ăn tối chưa nhờ? Nếu sợ thì làm một ly. Em chỉ muốn cỡ mở hơn, đừng lo mình dạy dục đi. Anh là chàng trai đẹp, phải nói với anh bằng những lời hay ho. Được đứng đối diện cùng anh khiến em cảm thấy rất gì và này nọ. Trời ơi. Nếu mình không rung động, đừng bấm. Để nút bấm đó cho người khác bấm. Chuẩn bị 3, 2, 1. Hết thời gian. Bấm chưa? Rồi, đó. Người ta bấm lâu lắm rồi, chờ em thôi, em nhìn em gì không vậy? Biết, em cần gì biết. Và bấm hay không thôi. Nhưng mà có rung động thiệt không? Dạ có chứ, tại vì nhìn anh này cũng hiền hiền. Đẹp trai mà. Với lại công việc cũng ổn định, hợp u với em nữa. Hợp gu đúng không? Dạ. Có má ngồi như... Được má. Nắm tay đi. Nắm tay. Rồi, bây giờ làm một cái thủ tục làm nụ hôn đầu tiên. Thôi giờ mình con ta đi. Con xin phép chú và mọi người, con xin phép được không? Lại liền, không lại liền nhi.
hội trưng hết sức. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity, trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Chúc hai đứa sớm báo tin cho chương trình nha. Rồi, mời hai đứa. Nè, cảm ơn.